Semi Solo Free Fire với Simmy và cái kết. Đi xuyên qua phòng đài thôi. Trời ơi. Cần điểm nhân mỗi ngày, bạn có thể có được một lần quay miễn phí. Vậy thì hãy truy cập ngay shop healthteamff.vn với vòng quay idol có khả năng giúp bạn trúng hơn 5.000 kim cương. Wow. Và vòng quay phát lộc có khả năng giúp bạn trúng tới 9.999 kim cương. Wow. Và có rất nhiều trò chơi khác đang chờ đón các bạn. Vậy còn chừng chờ gì nữa, hãy truy cập ngay tại shop healthteamff.vn để có thể vừa trúng kim cương và có thể nhận được vòng quay miễn phí nha mọi người. Ok, hello, chào người là Sim đây, anh nha. Và chống qua video của mình và chống qua trở lại với kịnh. Ê Sam, hình như Tâm Huy bị gì đúng không? Huy như là bị cái gì đó đúng không ta? Ủa gì vậy? Gì là bị gì? Huy mặc đồ à, sao biết sao? Cam Huy làm kem biến hình. Trời ơi, biến hình là cách này nè. Còn biến hình anh kia là nhầm nha. Ok, ok. Ok các bạn ơi, thì hôm nay trước khi bắt đầu video thì hội chen tôi quyết định gọi là một cái challenge thử thách, đó chính là thử thách phối đồ đơn giản. Đó thì ok, thì ba tụi mình sẽ gọi là quay trở lại trong mấy phút sau và coi ai sẽ là người phối đồ đơn giản nhất nha mọi người. Nhớ nha. Là mình phối trực tiếp luôn Sim, mình phối trực tiếp luôn. Ok ok, phối trực tiếp luôn. Bây giờ tụi mình được mới được có 4 bộ đồ rất chi là manly mọi người, rất đúng là đơn rồi. Giản. Đây. Ok. Đó. Và đơn bây giờ đi. Chúng ta sẽ phối đồ nha, các mọi cũng phối đồ nha. Hồi nãy các mọi mặc đồ kỳ quá. Trời ơi. Cái tóc của tôi nó đẹp thế này mà nó cho hai cặp sừng. Trời ơi, cầm sừng ai chứ cầm. Chứ anh đừng cầm sừng em anh nhé. Lấy quần màu tím này đẹp nè. Trời ơi, ok. Đây, tôi cho anh em xem. Đấy, cái váy tôi hơi bị swing luôn mọi người đó. À, cái gì rồi? Cái này phải đi với cái này. Tôi thề các bạn, phối đồ hơi bị đẩn luôn mọi người. Đi cái bốt nào ta. Trời ơi, anh này tóc mắt xanh nha mọi người. Trời ơi, đẹp rồi, lắm. Ok, ok. Rồi, ok, trời ok trời. Em xong rồi nha. Ui, xem sao mọi người biết thế nào là ngầu. Tomorrow Camui thân thể với các bạn luôn. Một khi mà Camui đã vào, các bạn Camui đảm bảo các bạn sẽ hò reo. Nhìn đây này. Sau 3 phút nha. Sau tôi trầm cảm, hội chị em trở thành chúa hề, còn tôi là cái đứa bình thường nhất. Đây, ok. Đấy, bây giờ con gái đàng hoàng. Chứ tại sao tôi lại có hai cặp sừng? Tại sao tôi lại có hai cặp sừng? Thật sự là tóc hơi rất là đẹp, nhưng mà có hai cặp sừng tôi cũng chấp nhận. Nhưng không sao, nó vẫn đẹp và nó rất là rẻ mọi người, chỉ với 19 kim cơ thôi mọi người nha. Các bạn còn được tham gia sự kiện nha. Ok, còn bây giờ mình sẽ cùng bắt đầu trò chơi. Ok, what's up bro, let's go. Ok, và hôm nay nó có sự góp mặt của Camui, gọi là gì ta? Camui trọng tài, nó trọng tài. Mặc dù Camui là trọng tài nhưng mà Camui vẫn bắn tim địch. Cái là tim địch ai nhỉ? Sammy đúng không? Không, trọng tài không không manh động nha. Chết rồi, mình mua nhầm cây thâm sao? Là Hàn Quốc Oppa mà ăn hiếp nghe không đùa được đâu. Rồi, ok, trọng tài chú. Trọng tài đề nghị không bắn tôi nha. Ok. Rồi, ok, mà mèo biết vì sao em thích chọn áo cổ cao không? Biết sao hả? Có lý do đấy. Tại vì không cần cứ thích mặc áo cổ cao. À, trời ơi, cám ơi. Thả cơm, em thả cơm tỏa kìa. Phải. Ui. Anh xin lỗi trọng tài, em xin lỗi, em xin lỗi trọng tài, em xin lỗi. Trọng tài đẹp đẹp. Hơn 12 tuyển thủ vào vị trí nha. Tuyển thủ okay. Sao các tuyển thủ thích trốn chui trốn nhủi vậy? Tuyển thủ phải trốn chứ chị. Tôi trọng tài bình tĩnh nha, trọng tài. Sống nhưng mà chơi được. Ok ok nha. Các bạn ơi, bây giờ tôi phải đi kiếm tuyển thủ Sammy Đào. Các tụi tôi Sammy Đào trốn kỹ quá. Sammy Đào có vẻ như là chúng ta đã đổi vị trí cho nhau, vẫn một bên trái một bên phải. Liệu các bạn có nhận ra nhau đang ở đối diện nhau không nhỉ? Rồi hay các bạn chạy qua nhau như một cơn gió. Chỉ còn có cảnh như Sammy là có cái vị trí của Sammy mà. Cái này là Sammy Look alike, look alike. Ok. Okay. Mình rất là... Rồi sao mình có đát game luôn mọi người, vui quá. Ôi chị ạ. Thôi mọi người bảo. Ok mà. Các bạn ơi, thì chúng ta tuyển thủ Sammy Đào đã bất lực và tôi tuyển thủ game đang vào game từ bình tĩnh đừng okay. Cái người chạy bên trong kia là gì ta, boss thôi. Ok ok, okay. À, trọng tài ơi, trọng tài ơi, trọng tài, chúng ta ở đây tâm sự không hả? Ờ, trọng tài ơi, thì em muốn tâm sự với trọng tài. Chào, anh đứng đây từ chiều. Ôi, em gái đã có người yêu chưa? Ôi, anh trai. Mày, bây giờ tôi sẽ
sẽ cho cô một cơ hội, đó chính là cô rút súng à, nhằm rút nắm đấm ra, cô ra đấm cái con bot đấy, con bot đấy sẽ có quyền dù sử dụng súng. Ok. Ha, trọng tài chính tôi đây, tôi có cả đam luôn. Vào rồi phải không? Ok. Tôi biết tại sao tôi biết tại sao mà tuyển thủ Sammy có thể gọi là dễ dàng lừa người khác như thế. Tại vì bình thường di chuyển bình thường của Sammy cũng giống con bot. Ok ok. Trời ơi tôi tức ghê mọi người, trò trận này tôi bị lừa các bạn ơi. Hôm sau trọng tài yên tâm, em sẽ đem lại gọi là chị ta vinh dự trọng tài. Ok đây. Không sao, nhưng mà tôi đánh giá cao tuyển thủ Sammy rất là gọi là biết lừa người, biết lừa người, đây gọi là dùng trí đó. Ok. Tôi đang thấy tuyển thủ Sammy Đào đang gọi là chạy lên lóc nhà. Ok. Tuyển thủ Sammy. Ôi trời ơi, không phải tuyển thủ Sammy Đào mà là tuyển thủ trọng tài. Ok. Tuyển thủ trọng tài là cái gì? Đây ghi không bắn tôi nhá. Từ. Tài thấy bông keo không? Tuyển thủ Sammy nhìn tìm người thật là wow. Và Simi khi trước khi bị bắn đã nhanh chóng đạt được một cái bóng keo rất là pro, nhưng đây anh sẽ là một chiến thắng. Rồi sau Sammy à, yeah, ta ta nào ta nào, Sammy chỉ dùng não được ạ, nhập được Sammy đào nhập dùng não để chạy. Trời ơi tôi dùng não để chạy thôi mọi người, tức ghê. Nhìn ta, tôi xin gọi là cáo buộc trọng tài lắm xúc phạm. Không phải, tôi đã sửa câu nói của tôi ngay từ rồi lúc đấy. Okay, trọng tài, nhưng mà trọng tài không được xúc phạm đối thủ nhá. Tôi tức quá, ơi, các bạn có thấy không? Nhìn ta trọng tài đã xúc phạm tôi, nói tôi chỉ dùng não, khi lúc nào á, ý ba tôi là giúp tôi dùng não. Tôi ba, tính làm gì? Tính bắn trọng tài hả? Ủa? Đừng rút thẻ nói. Ok. Bắn thua nha, bắn trọng tài là phá thua nha. Biết rồi, không bắn đâu. Ok. Ủa sao tôi thấy trọng tài vậy? Đây không chết. Trọng tài. Trọng tài vẫn tận trọng tài. Em ơi, để em đem vinh dự lại cho trọng tài yên tâm. Trời ơi. Vinh dự của tôi đâu? Xin miệng em có biết là em bị bắn không? Từ. Không, đừng mà Sim ơi. Không. Đúng vậy, cô hãy hồi máu đi. Đúng rồi, tuyển thủ Simi đã nhanh chóng hồi máu và tuyển thủ Sammy cũng đang hồi máu luôn. Rồi, xong luôn. Tuyển thủ tôi quấn máu, tôi lừa tôi mọi người. Trời ơi, tôi giỡn thôi. Trời ơi, sao tôi quấn máu luôn. Không biết dùng não. Ok. Một ba quốc sẽ biết cách. Các bạn nhìn cái sừng của tôi là các bạn biết là kinh nghiệm tôi như thế nào đúng không mọi người? Gọi là gì ta? Không, cái sừng của em. Cái sừng của em là gì ta? Cái ý nghĩa cái sừng của em á là một kinh nghiệm tích tụ lại của một con người bị siro bắn hết sọt quá nhiều lần, chịu không? Đấy. Siro đã gọi là cho em nhiều cú lực. Rồi, không làm gì hết trơn á. Ok. Trọng tài lướt qua tôi mọi người ơi. Nhìn tài ghét ghê. Tài ơi. Trọng tài mình. Tuyển thủ Sammy mọi người biết sao không? Tuyển thủ Sammy đứng giữa đồng không mông quạnh và hồi máu luôn ba. Thì bảo là Sim nhường rồi mà. Sim nhường. Đây, sau lưng chỉ luôn á, Đi lại hồi nãy. Đi lại hồi nãy. Đừng có bắt tôi, tôi chỉ là một gọi là một trọng tài đi xuyên qua cuộc đời thôi. Trời ơi. Yeah. Let's go. Nhìn được gọi là khoảnh khắc, không phải khoảnh khắc mà là gọi là
trình độ đúng không? Cái thước đo về trình độ từ nãy như thế nào? Tuyển thủ Sammy từ nãy giờ được một ván nhờ dùng gọi là dùng bộ não rồi đó. Bộ não sắc bén. Có vẻ như là cái bài đấy chỉ dùng được một lần. Mà đáng nhẽ ra tuyển thủ Sammy, tuyển thủ không nên nói ra như thế. Tuyển thủ đúng rồi. Như thế thì không những thắng trận này mà còn thắng trận khác nữa. Đây biết một là vì mục tiêu nó chỉ xài được một lần. Chị biết sao? Sammy có một cái dần ra là không thể nói dối chị không? Không thể nói dối. Ra vậy. Tôi. Oh my. Để khoảng cách của mình quá xa như vậy chứ. 5-1 rồi đấy. Nói chung là mình cũng gọi là học hỏi kinh. Trong cuộc chơi tự chiến lần này chúng ta phải học hỏi kinh nghiệm. Người xem ở kênh tôi lâu rồi mà biết là cái trận đấu của tôi thực sự rất là thua sim rất là nhiều. Tuy sim lần đầu tôi dễ thương nhưng sim bắn rất là ghê mọi người ơi đó. Không, rất là không phải em vừa rồi đúng ra em bị hành đó. Em bị hành đấy. Đúng rồi, có đâu. Có rồi là gì ta có chiến thắng thôi. Giờ đây chứng tỏ nếu bạn muốn bắn pro hơn, bạn hãy ăn hành. Ôi, một cái gì vậy mọi người? Xin bắn em chết chị. Em hết sốc một mắt chật, xin hết sốc cái trống ghê không? Ôi, xảy ra là mọi người, tôi nghe một cái đùng. Tôi nghe chỉ duy nhất một tiếng đùng. Đó là xong hết phim rồi đó chị. Đó, hết phim đâu, cái gì vậy? Bắt hiểu lên nha, kiểu phim chuẩn bị chiếu. Hết phim, đó. Cái gì vậy sao? Không sao. À, tôi biết tại sao rồi. Simmy có skin súng. Ôi, sao biết sao? Skin của nó. Đây, em cho xem skin đây, em cho chị xem skin súng của em là hình con bướm bướm phải không? Con bướm bướm phải không? Đây. Skin đâu? Đây, giới thiệu sao? Đây, skin con bướm bướm thấy chưa? Bay rồi á. Đây, sau lưng này, thấy chưa? Đấy. Chị biết sao cái súng á nha, chị biết viên đạn biết bay không? Nó bay thẳng vào người em luôn á chị đó. Thì cái bướm nó chạy. Tôi cũng thấy khá là lạ khi mà đó. Đùng đùng một cái thì ra là vậy. Ok. Con bướm bướm đó chị nó bay thẳng vào người em luôn chứ không cần nhắm nó chạy, bắn chật nó cũng thành trúng mà, coi không? Ok, xong rồi. Đâu rồi? Ở đó. Tham chạy rồi. Ủa gì vậy? Đâu rồi? Sợ lắm. Đâu rồi? Đây, em ở đây nè, thế mâm keo của em không? À. Thật ra thì từ nay... Trời ơi, chọc bài đứng khó chịu quá, bắn chọc tay bây giờ. Mạnh mẽ. Trời ơi, em phải hết bộ. Em về, bạn ơi, xem... Dạ, bác sư, hả? Nhân danh một người trọng tài, một người chơi cái này thì tôi xin nhận xét là đây là một trận solo không xứng tầm. Không. Nha. Một phát chết đồ phát chết để ăn dinosaur. Hiểu không? Vấn đề là tụi em có cái sự suy luận gì hay không? Sau mà trận này em có sự suy luận không? Ok mọi người ơi, thì giáp sơ. Hôm nay thì sao chắc là bị ăn hàn nhập mồ rồi các bạn ơi. Ok bạn, video của tôi như thế này thôi, các bạn thấy như thế nào các bạn cũng đừng quên bình luận phía dưới cho tôi biết nha. Và các bạn cũng đừng quên tham gia cái sự kiện gọi là siêu rẻ và siêu hấp dẫn của Free Fire nha. Nhận được gọi là như trang phục hơi hấp dẫn luôn, như là cái áo tôi với lại cái gọi là tóc của tôi nè nhớ nha. Còn bây giờ thì bye bye các bạn và chúc các bạn một ngày thật tốt đẹp. Bye bye à nha. Bye bye.